Rồi bài học này tiếp tục hướng dẫn các bạn các nhóm lệnh tiếp theo trong phần tự học thiết kế bề mặt surface trên phần mềm này hết ha. Thì bài học này mình hướng dẫn bạn công cụ tiếp theo, đó chính là công cụ Tubi này ha. Công cụ này khá là hay, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi Swift nó làm công cụ, đó chính là công cụ Tubi này, rất là hay nha các bạn. Chưa? Rồi thì các bạn áp dụng cho mình như sau. Thì đầu tiên các bạn xây dựng ý nghĩa của lệnh Tubi, đó chính là nó sẽ quét theo cái biên dạng của bạn ha, nghĩa là nó theo cái kiểu là đường ống ấy. Thì đầu tiên các bạn phải xây dựng cái biên dạng, thì một là các bạn có thể phác họa racket, hay là bạn có thể phác họa racket 3D ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phác họa racket 3D luôn. Thì đầu tiên bạn vào thẻ cớp này, bạn cho mình là line ha, vẽ đường line. Đầu tiên thì bạn pôn cho mình một điểm là ngay hệ trục tọa độ này. Thì ở đây bạn muốn đi theo các phương nào thì bạn đi ha. Thì ở đây ví dụ như bây giờ mình muốn đi theo phương x đúng không, thì bây giờ bạn chọn vào một n này, số xuống bạn chọn cho mình là IC along vector IC ha, nghĩa là đi theo phương IC này, nó sẽ là nằm trùng với cái phương IC của mình, và bạn nhập khoảng cách, ví dụ như khoảng cách của mình là 60 nha, được chưa? Bạn nhập khoảng cách 60, bạn nhấn áp ly cho mình, tiếp tục bạn pôn cho mình một điểm ngay tại điểm mút của cái đoạn bạn vừa vẽ. Rồi bây giờ bạn muốn đi theo phương nào? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn đi theo phương x, thì bây giờ bạn trồi xuống một n, bạn chọn cho mình là phương x đúng không? Phương x này, x thì bạn chọn cho mình là xc along xc, nhập khoảng cách cho nó ví dụ như là 50 nhá. Được chưa? 50 nhá. Bạn có thể nhấn apply. Được chưa? Rồi, tiếp tục bạn pôn cho mình điểm mút. Bây giờ bạn muốn đi theo phương thẳng đứng thì bạn chọn ZC. ZC thì bạn chọn cho mình là ZC này. Đặt cho mình ví dụ như 80 chẳng hạn. Đấy, tương tự bây giờ bạn muốn đi theo phương nào? Ví dụ như theo phương Y đúng không? Phương Y thì tiếp tục bạn nhấn apply. Bạn cho phương Y thì bạn chọn vào điểm mút này. Bạn đi theo phương Y. Phương Y thì bây giờ bạn chọn là IC này. Ở đây thì bạn nhập âm ha. Nó đang đi theo phương dương thì bây giờ bạn nhập âm -60 - 100 chẳng hạn. Đấy, rất dễ đúng không? Các bạn chú ý ha, thì nó khá là hạn chế, đó chính là vẽ nó hơi lâu so với phần mềm rối rít cuộc thôi. Còn cái này thì nó cái độ chính xác là tuyệt đối luôn nhé, hình như là tuyệt đối luôn. Rồi, xây dựng xong rồi, bây giờ bạn cảm thấy là những cái cạnh này bây giờ bạn muốn là cho nó có cái góc uốn, thì đây bạn chọn vào mục ARC này. Bây giờ bạn chỉ cần phone hai điểm này là có nghĩa hiểu cái tính năng là tăng dần, và bạn nhập góc ví dụ như 20 bạn nhập 20, ok apply phát. Giờ tương tự cái này bây giờ bạn muốn uốn cho nó là cũng 20, bạn chỉ cần rê chuột vào hai cạnh thì nó tự động bắt cho bạn ha, và bạn nhập cho mình là 20 luôn nha, nên apply. Được chưa? Rồi cái cao này mình muốn là 30 nha, đây 30 nha. Được chưa? Đấy, ăn ok. Đấy, rất là dễ đúng không? Rồi bây giờ mình sử dụng lệnh Tubi để mình tạo cho nó cái đường ống. Được chưa? Đường ống nó đi theo cái biên dạng cong này. Được chưa? Thì bạn chọn vào thẻ menu, bạn chọn insert, insert cho mình ha. Bạn vào menu, bạn chọn insert, bạn chọn cho mình sweep, bạn chọn cho mình là lệnh Tubi. Được chưa? Ok, và bạn chọn cho mình cái đường curve của mình. Bạn chú ý ha. Tại vì mình không xóa bỏ cái đường dư thừa này đi, nên là các bạn chú ý là phải chọn cho nó đúng á. Thì đây bạn chọn single này, đơn, và bạn tích vào cái mục stop này ha, có nghĩa là những cái điểm giao nhau này nó sẽ dừng lại ngay tại cái điểm giao nhau này, bạn chọn vào này thấy không? Nó sẽ dừng ngay tại cái điểm giao nhau giữa cái cùng và cái đường này, thì đây bạn chọn này. Đấy, thì nó hơi lâu một chút so với bình thường như các bạn chọn ha. Đấy, đấy chọn cùng này, đấy lưu ý là tích vào cái stop này nha. Ok chưa? Và bạn nhập cái đường kính bạn muốn nhập, ví dụ như 10 này, bạn nhấn có thể show result để xem thử này, review show result này. Đây hơi lớn thì ở đây bạn có thể cho nó là 6 thôi. Đến sau result này nó đẹp hơn này. Đấy, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Đấy, đẹp hơn rất là nhiều. Và bạn lưu ý cho mình ở đây thì bạn chọn cho mình là bây giờ bạn có muốn là cho nó hồng ở trong không? Hồng thì bạn sẽ nhập vào inner ha, inner bạn nhập cho nó là 4 nha, hoặc là 5 nha. Nghĩa là cái thành của mình bạn cho nó dày 1 thôi. Đến sau result này, đấy, cái thành của mình sẽ dày 1. Được chưa? Nghĩa cái này dùng cho thiết kế đường ống rất là hay nhé. Chưa? Công cụ này rất là hay và hữu ích, bạn chú ý cho mình. Được chưa? Đây bạn chú ý cho mình các thông số trong phần volume này thì nó bị ẩn rồi ha, và bạn chú ý cho mình này, nó có none này, mà cái trường hợp này là mình đang có cái đầu tiên thôi thì nó để chế độ none. Ok, ngoài ra có unit cộng này, trừ này, lấy phần giao nhau này. Đấy, ngoài ra trong phần setting thì nó cho bạn hai cái đầu ra output, đầu ra của nó multi có nghĩa là nhiều cái phân đoạn, single là một phân đoạn, thế là bạn chọn là nhiều phân đoạn chẳng hạn. Ok, bạn có thể show review để xem thử, bạn nhấn ok xem kết quả này. Đấy, mình được cái mô hình rất là đẹp đúng không? Rồi bạn có thể show n2 này, bạn chọn là ấn các cái đường curve này, ấn lên trục tọa độ này, còn đi đến đi tầm này. Đấy, bây giờ mình được cái mô hình như thế này. Được chưa? Cái này là đường ống 3D rất là hay nhé. Đấy, trong thiết kế đường ống rất là hay, công cụ Tubi này rất là hay và hữu ích. Được chưa? Và chú ý cho mình cái công cụ này nhé, công cụ này rất là hữu ích, các bạn chú ý cho mình. Ok, đây các bạn muốn lên màu thì bạn vào chọn vào cái Tubi của mình ha, kích phải và chọn là Edit Display ha, Edit Display hoặc là Unsee Photo Color này, chọn màu này, chọn là Speed Color này, chọn màu này. Đây ví dụ như màu gì thì tùy các bạn thôi. Đấy, màu đỏ, màu xanh gì đó tùy, tím, màu vàng tùy các bạn ha. Ok này. Đấy, bạn muốn render thì bạn vào View này, bạn vào True Setting để render nó lên này. Bạn đưa về hướng nhìn ấy của mình này, đấy. Tùy các bạn ha. Background thì bạn muốn màu trắng thì bạn chọn màu trắng này. Được chưa? Tùy các bạn ha. Mà Canada thì tùy các bạn. Trong này, bạn có thể kích vào để xem thử ha. Đấy, Alma Canada. Chưa? Cái đường ống khá là ngoằn ngoèo ha. Ok, bạn có thể thêm màu về ở trong này. Ok chưa? Đấy, thì tùy các bạn thôi ha. Rất là đẹp.